Hello, xin chào các cậu và cảm ơn các cậu đã đến với chúng mình, Way to Weird Cartoon. Hôm nay thì chúng mình sẽ trở lại với các cậu trong chủ đề top 69. Thế nhưng các cậu có biết nhân vật chính ngày hôm nay là ai hay không? Để tớ gợi ý nhé. Cô ấy là một con mèo, xuất thân từ phim Tom and Jerry và đã từng có hẳn một trend rất hot về cô mèo này trong năm nay. Các cậu đoán ra chưa? Để tớ tiết lộ đáp án nhé. 3, 2, 1... Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay không ai khác, đó chính là cô mèo Toodle Galore trong bộ phim Tom and Jerry. Chúng ta biết về cô mèo này nhiều rồi. Có bạn thì đã biết từ trước, có bạn thì biết đến cô mèo này thông qua chiếc trend biến hình với sự tham gia của rất nhiều bạn gái xinh đẹp gần đây. Thế nhưng đó mới chỉ là bề nổi thôi. Các cậu đã bao giờ tìm hiểu sâu hơn về cô mèo này chưa? Nếu chưa, thì video ngày hôm nay là dành cho các cậu đấy. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu cho các cậu top 69 sự thật về cô mèo Toodle Galore này. Không để các cậu phải đợi lâu hơn nữa, chúng mình cùng đi luôn nhé. Weirdo, go! À mà khoan, chúng tôi cũng muốn nhận về thêm những ý kiến đóng góp từ các cậu, nên video này chỉ có 59 sự thật thôi. Hãy cùng chúng tôi bổ sung nốt 10 điều còn lại ở phía dưới phần bình luận nhé. Bắt đầu thôi! Sự thật 1. Trước khi tìm hiểu sâu hơn về một ai đó, thì chúng ta cũng phải biết tên của người đó trước đã nhở. Cô mèo này có tên đầy đủ là Toodles Galore. So với các tên còn lại trong Tom and Jerry, thì tên của cô nàng này là tiếng Pháp. Trong đó có từ Toodles có nghĩa là hẹn gặp lại ở trong tiếng Pháp. Sự thật 2. Lần xuất hiện đầu tiên của cô nàng này là trong tập Springtime for Thomas. Sự thật 3. Dĩ nhiên rồi, giống loài của Toodles Galore chính là loài mèo. Tuy có đôi tai tròn, hơi giống của chuột, thế nhưng thực tế thì cô ấy là một con mèo. Sự thật 4. Cũng không rõ giống mèo cụ thể của cô là gì, thế nhưng chúng ta có thể thấy cô sở hữu một bộ lông trắng muốt khá là đẹp. Sự thật 5. Toodles Galore sở hữu một thân hình và gương mặt cực chuẩn người mẫu, với vóc dáng cao, mảnh khảnh, đôi mắt to, cùng với hàng mi cong cực kỳ quyến rũ. Sự thật 6. Toodles Galore là mèo cái và mang giới tính nữ 100%. Cho các cậu nào vẫn còn nghi ngờ thì đây là thông tin chính xác về cô ấy. Sự thật 7. Gần như trong cả series phim thì chỉ có mỗi cô mèo này là nữ, nên cũng không có gì quá khó để phân biệt cô với các nhân vật khác. Mỗi lần cô xuất hiện thì luôn có các đặc điểm như phong cách trang điểm vô cùng quyến rũ, bộ lông trắng muốt và thường xuyên xuất hiện với một chiếc nơ buộc ở cổ. Và đây cũng là một đặc điểm đặc trưng của cô được tận dụng rất nhiều trong các make-up hóa trang bạn gái mèo Tom ở thời gian gần đây. Sự thật 8. Cô mèo này thường giữ vị trí trong phim là bạn gái của Tom. Trước khi trở thành bạn gái thì cô thường hay có vai trò chỉ là một đối tượng tình cảm của Tom. Điều này được thể hiện ở việc Tom luôn phải cố thể hiện để gây ấn tượng với Toodles, thậm chí còn phải tranh cả phần với Jerry và Butch. Toodles cũng có lúc thả thính cả Jerry nữa. Sự thật 9. Toodles có tính cách khá là điềm đạm và duyên dáng. Cô biết mình được theo đuổi bởi rất nhiều chàng trai nên thường có thái độ vô cùng điềm tĩnh và hay làm dáng để cho họ theo đuổi mình. Cô cũng khá là vui tính khi tiếp xúc với những người xung quanh nữa, đặc biệt là hai anh bạn Tom và Jerry. Sự thật 10. Cũng như hầu hết các nhân vật khác trong Tom and Jerry, Toodles Galore cũng thường không có lời thoại cụ thể và các phân cảnh dành cho cô cũng khá là ít. Nói cách khác thì cô cũng là một nhân vật câm lời thoại giống như Tom và Jerry. Sự thật 11. Toodles Galore thường xuất hiện trong các tập phim có tính lãng mạn của Tom and Jerry. Đúng là tình yêu luôn là một nguồn cảm hứng vô tận đối với con người. Thế nên cứ mỗi lần Toodles xuất hiện, tập phim đó lại trở nên vui vẻ và có phần gì đó khác biệt hơn hẳn các tập khác. Ngoài ra thì Toodles Galore cũng thường là nhân vật xuất hiện trong một số tập đặc biệt, góp phần làm sinh động hơn nội dung của tập đặc biệt đó. Sự thật 12. Như chúng ta thường thấy thì ngoài Tom là đối tượng chủ yếu tán Toodles thì cũng có khá nhiều đối tượng khác. Nhưng trong đó điển hình phải kể đến đối thủ không đội trời chung của Tom, đó chính là Butch. Butch là một con mèo hoang, thế nhưng cũng đem lòng say mê Toodles Galore. Mặc dù trong tương lai Toodles Galore chọn Tom, thế nhưng mỗi lần Butch xuất hiện trước mặt Toodles Galore luôn làm Tom cảm thấy rất bất an. Sự thật 13. Springtime for Thomas cũng là tập xuất hiện lần đầu tiên của cô nàng. Vừa mới xuất hiện thì cô đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trong tập này, chứ không hề mờ nhạt một tí nào. Sở dĩ như vậy vì cô là trung tâm thu hút toàn bộ các nhân vật chính và các nhân vật xuất hiện trong tập phim. Trong tập này, Tom vô tình gặp Toodles ở phía nhà hàng xóm, sau đó đã tìm mọi cách để tán tỉnh cô nàng. Butch, một con mèo hoang, cũng tia trúng Toodles nên sau đó đã tranh giành Toodles với Tom. Jerry tuy không quá thích cô nhưng cũng vô tình bị cuốn vào câu chuyện tình hài hước này. Trong tập Solid Serenade,
Tom quyết định hát tình ca dưới cửa sổ của Toodles Galore để chinh phục trái tim cô. Để thực hiện kế hoạch, Tom phải vượt qua Spike. Xui thay, trong khi hát, Tom gặp phải sự cản trở của Jerry, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Jerry cố gắng phá Tom bằng nhiều cách khác nhau, tạo nên những tình huống hài hước và gây cười. Cuối cùng, kế hoạch của Tom không thành công như mong đợi và Jerry lại một lần nữa giành chiến thắng. Sự thật 15. Trong tập phim Casanova Cat, Tom cố gắng thu hút sự chú ý của Toodles Galore. Tuy nhiên, Jerry như thường lệ đã phá kế hoạch của Tom bằng đủ trò. Cuộc đối đầu giữa Tom và Jerry trở nên gay cấn khi cả hai đều tìm cách gây ấn tượng với Toodles. Cuối cùng, Tom lại thua và sau đó Jerry đã kết thúc tập phim bằng một nụ hôn với Toodles. Sự thật 16. Trong tập phim Texas Tom, Tom hóa thân thành một chàng cao bồi ở miền Tây. Anh cố gắng gây ấn tượng với Toodles Galore bằng cách biểu diễn những kỹ năng như cưỡi ngựa và hát. Jerry, như thường lệ, xuất hiện để phá hỏng kế hoạch của Tom bằng những trò nghịch ngợm tinh quái. Kết quả kéo theo một loạt các tình huống hài hước và rượt đuổi kịch tính. Cuối cùng, người chiếm được sự chú ý của Toodles vẫn là Jerry. Sự thật 17. Mỗi lần Tom thu hút sự chú ý của Toodles thất bại đều được Jerry ghi vào nhật ký như một câu chuyện cười của cậu. Trong tập Jerry's Diary, Jerry đã ghi lại khoảnh khắc xấu hổ của Tom khi tán Toodles vào trong nhật ký của mình với giọng điệu chê cười. Sự thật 18. Tập Saltwater Tabby, Tom và Toodles cùng nhau đi chơi ở biển. Như thường lệ, Jerry sẽ trốn vào trong hành lý của Tom chỉ chờ rồi phá. Kết quả là Tom đã có một ngày vô số pha quê sệ với Toodles, thậm chí còn khiến cô nàng nổi cáu nữa. Sự thật 19. Các cậu chú ý đừng nhầm lẫn giữa Toodles Galore và Toots nhé. Thực tế thì đây là hai cô mèo hoàn toàn khác nhau. Toots sở hữu ngoại hình nguyên thủy của loài mèo, mang nét đẹp dịu dàng và bánh bèo hơn Toodles Galore. Toots cũng có chiều cao thấp hơn Toodles Galore nữa. Cô mang bộ lông màu vàng nhạt, còn Toodles Galore là màu trắng. Sự thật 20. Vì luôn là tâm điểm của sự chú ý nên mỗi lần cô xuất hiện thì cô luôn là lý do để gây lộn giữa các nhân vật, đặc biệt là những cuộc chiến giữa Tom và Butch, giữa Jerry và Tom và giữa cả ba nhân vật Tom, Butch, Jerry. Người thắng cuộc thì cũng tùy tập. Thế nhưng, người giành được trái tim của cô ấy một cách chính thức thì chỉ có Tom mà thôi. Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái. Sự thật 21. Vì không có lời thoại nên cô thường xuyên được biểu lộ những trạng thái cảm xúc của mình chỉ thông qua nét mặt và biểu cảm. Thế nhưng, đúng là người xinh thì làm gì cũng thấy xinh đúng không nào? Điều này cũng tạo nên những nét cảm xúc cực kỳ đáng yêu trên gương mặt của Toodles Galore mỗi khi cô thể hiện ra. Sự thật 22. Tom từng lấy Jerry ra như một vật phẩm để cầu hôn Toodles Galore trong tập Love Me, Love My Mouse. Thế nhưng thất bại do Toodles Galore cho rằng đây là một hành động bắt nạt và nổi cáu với anh ngay lập tức. Sự thật 23. Cũng trong tập Love Me, Love My Mouse, Toodles Galore sau đó đã thay đổi 180 độ và lại về phe Tom để cùng đuổi bắt Jerry. Sự thật 24. Thực tế thì trước đó, Toodles Galore cũng từng xuất hiện trong tập The LA Cat 1941. Tuy nhiên, ngoại hình của cô nàng lúc đó chưa thật sự giống như hình tượng Toodles Galore mà chúng ta thấy ở hiện tại. Sự thật 25. Tom lại suýt chút nữa bị Jerry phá khi đang tán Toodles trong tập Smitten Kitten. Sự thật 26. Không chỉ có Jerry đâu, mà đến cả đám bạn mèo hoang của Tom cũng lấy những khoảnh khắc ngớ ngẩn của anh khi tán Toodles Galore để làm trò cười trong tập Smarty Cat. Sự thật 27. Tom lại một lần nữa từng làm Toodles Galore nổi giận do các sự cố hẹn hò trong tập phim Piranha Beloved by You. Sự thật 28. Toodles Galore cũng có thêm một tài lẻ nữa, đó chính là làm ảo thuật. Sự thật 29. Ngoài cầm kỳ thi họa ra, thì Toodles Galore cũng là một bà nội trợ cực kỳ đảm đang, tháo vát trong các công việc bếp núc và việc nhà như trong tập Love Me, Love My Mouse. Sự thật 30. Khoảnh khắc cơm mèo của Tom và Toodles Galore mà tớ thích nhất là trong tập Spell Cat. Sự thật 31. Ngoài các loại bà chủ, ông chủ ra, thì Toodles là một nhân vật cùng giống loài với Tom mà có thể gây ảnh hưởng đến Tom nhiều nhất, cũng như làm cậu phải nghe lời vô cùng ngoan ngoãn, cũng như nhiều khi làm ra những hành động ngớ ngẩn chỉ để gây ấn tượng mà thôi. Nghe đến đây thì cũng hiểu là trang mèo của chúng mình sim lỏ tới mức nào rồi phải không các cậu? Sự thật 32. Mặc dù đến cuối cùng thì họ vẫn thuộc về nhau, thế nhưng trong khoảng thời gian tán tỉnh thì cũng không ít lần Toodles Galore tỏ ra thờ ơ với Tom. Cái này không phải có ý xấu đâu nhá, chỉ là cô ấy muốn tỏ ra chảnh một tí mà thôi. Sự thật 33.
Trong tập Casanova Cat, Toodles đã có những hành động thả thính Jerry, và đây cũng là một điều khá bất ngờ xảy ra khi cô không chọn ai giữa Tom và Bud trong tập này. Đến cuối cùng cô chọn Jerry, và cả Toodles và Jerry đã có một cảnh hôn nhau ở màn kết của tập phim. Tuy nhiên, đây chỉ là diễn biến của riêng tập này. Các tập sau đó thì Jerry và Toodles gần như không có tương tác. Sự thật 34, Toodles Galore cũng là một trong những nhân vật được yêu ái cho mặc nhiều các bộ trang phục đẹp nhất phim. Ngoài trang phục thường thấy nhất của cô nàng là đeo nơ ở cổ ra, thì cũng có một số lúc cô nàng được cho mặc các bộ trang phục cực kỳ sexy và cũng có một số lúc được cho mặc các bộ trang phục có phần rất cool. Sự thật 35, trong Tom và Jerry cũng không ít các nhân vật là nữ, bao gồm cả các nhân vật không phải mèo. Thế nhưng trong số các nhân vật nữ của phim thì nổi tiếng nhất là Toodles Galore. Cô được nhớ đến với vai trò là bạn gái của Tom, với ngoại hình cực kỳ xinh đẹp và có thể nói là đẹp nhất phim rồi. Cũng chính vì thế mà mới có một trend riêng trên mạng xã hội dành cho cô, đó chính là trend hóa trang thành bạn gái mèo Tom. Sự thật 36, Toodles Galore có khá nhiều ngoại hình. Ngoài ngoại hình lông trắng nơ tím thường thấy ra, thì cô ấy cũng thường xuyên thay đổi ngoại hình ở một số tập. Có tập thì khuôn mặt cô ấy sẽ khác đi một chút, sẽ có vẻ hiền hơn. Có tập thì khuôn mặt cô ấy thon hơn và body được độ cho sexy hơn nữa. Có tập thì cô ấy thay màu lông thành xám, vân vân. Thế nhưng dù thế nào thì tất cả vẫn là Toodles Galore. Các cậu đừng quá hoang mang về sự thay đổi này nhé. Sự thật 37, Toodles Galore cực kỳ giỏi thể thao, đặc biệt là các môn chạy bền hoặc là bơi lội. Sự thật 38, tuy chỉ là một nhân vật phụ, thế nhưng cứ mỗi lần xuất hiện thì Toodles Galore cũng lại luôn gây tiếng cười một cách gián tiếp cho khán giả, thông qua những pha ngồi im chẳng cần làm gì. Cứ để các nhân vật chính đánh nhau để giành được trái tim của cô mà thôi. Sự thật 39, dù không quá ham hố việc bắt chuột như Tom, thế nhưng Toodles còn bắt chuột giỏi hơn cả Tom đấy các cậu ạ. Bằng chứng là Jerry cũng khó mà thoát được với tốc độ và kỹ năng của cô nàng, dù cậu có trốn ở địa hình như thế nào đi chăng nữa. Sự thật 40, có thể là các cậu chưa biết hoặc đã biết, nhưng Toodles Galore không phải là cô mèo đào mỏ Tom trong tập phim Blue Cat Blue. Còn lý do tại sao thì tớ cũng đã giải thích trong một video nói riêng về tập này rồi, các cậu có thể vào đây để xem thêm chi tiết nhé. Sự thật 41, Toodles Galore đã được thấy dễ bị thu hút bởi những thứ đáng yêu như trong tập Love Me Love My Mouse. Sau khi Tom tặng Jerry cho Toodles như một món quà, Toodles đã cảm thấy Jerry rất đáng yêu và khiến cô đối xử với Jerry hệt như một em bé vậy. Sự thật 42, thật ra thì Toodles Galore cũng không hoàn toàn là một nhân vật câm lời thoại. Cô ấy cũng có lời thoại và cũng được lồng tiếng, thế nhưng lời thoại của cô chủ yếu nằm trong các phần phim mới của series. Sự thật 43, mặc dù không thường xuyên xuất hiện, thế nhưng không thể nào phủ nhận được ấn tượng của cô mèo này để lại cho lòng khán giả thông qua sự duyên dáng và xinh đẹp của mình, cũng như cách mà cô ấy gián tiếp tạo nên những tình huống hài hước ở trong phim. Sự thật 44, cũng có thể coi Toodles Galore là tâm điểm của một số tập, vì chỉ cần sự xuất hiện của cô ấy thôi, chưa cần làm gì, thì cô ấy cũng có thể chi phối các nhân vật khác, hành động để tạo nên được một câu chuyện thú vị trong tập phim đó. Sự thật 45, dù có nhiều nhân vật nữ trong phim, thế nhưng Toodles Galore luôn được yêu ái thiết kế một ngoại hình gì đó cực kỳ khác biệt, có cảm giác là sắc sảo hơn nhiều so với các nhân vật còn lại, và nó đã thành công thu hút mọi ánh nhìn trong phim. Sự thật 46, mặc dù Toodles Galore cũng có thể tỏ ra chảnh chọe để giữ giá, thế nhưng tính cách thật của cô thì không hề chảnh. Cô thân thiện với tất cả các nhân vật trong phim, dù là nam hay nữ, ví dụ như chuột Cherry, bạn gái của Jerry. Sự thật 47, Toodles Galore cũng cực kỳ giỏi các bộ môn nhảy và khiêu vũ. Cô ấy đặc biệt giỏi bộ môn nhảy tango với kỹ thuật cực kỳ điệu nghệ. Hơn nữa, Toodles cũng cực kỳ giỏi bộ môn tap dance, một bộ môn nhảy cực kỳ khó vì cần kỹ thuật rất cao và nhịp cực nhanh. Sự thật 48, dù là phụ nữ, thế nhưng thể lực của cô cũng khá là tốt. Tôi cũng không rõ là do bẩm sinh hay là do luyện tập, thế nhưng thể lực của cô cũng phải bằng Tom và Butch cộng lại. Sự thật 49, là phụ nữ nên Toodles Galore cũng cố gắng né tránh nhất có thể các chuyện thù hằn cá nhân với bất kỳ ai. Đó là lý do cô không hề muốn bắt Jerry để ăn như các con mèo khác. Sự thật 50, ngoài xinh đẹp ra thì nhờ sự thân thiện nên Toodles cũng lấy được lòng rất nhiều nhân vật trong phim, bất kể mọi giống loài. Sự thật 51, cho đến nay chúng ta cũng chưa thật sự rõ ai là chủ sở hữu của Toodles Galore, nhưng trong tập Springtime for Thomas, ta cũng có thể thấy Toodles Galore thuộc sở hữu của một nhà hàng xóm cạnh nhà Tom.
Sự thật 52, dù Tom và Toodles Galore được biết đến là một cặp đôi điển hình trong Tom and Jerry và được rất nhiều fan đẩy thuyền, thế nhưng tiếc là đến cuối cùng thì người Tom cưới lại không phải là Toodles Galore mà lại là Toots. Các cậu chú ý để không bị nhầm lẫn nhé. Sự thật 53, không chỉ có mèo mà đến cả chó cũng phải say mê trước vẻ đẹp của cô nàng này, cụ thể là Spike. Sự thật 54, trong số các nhân vật phụ thì tớ có thể tự tin khẳng định rằng Toodles Galore là một nhân vật phụ nổi tiếng nhất trong dàn nhân vật phụ của phim. Sự thật 55, Toodles Galore còn biết hát và hát rất hay luôn. Sự thật 56, tuy là mèo nhưng Toodles Galore lại không hề sợ nước như những con mèo khác, đến cả Jerry cũng phải bất ngờ luôn với điều này. Sự thật 57, tuy không quá khao khát bắt được Jerry như Tom, thế nhưng trong một bộ phim Tom and Jerry được ra mắt vào năm 2021, Toodles Galore đã điên cuồng đuổi Jerry như cái cách mà Tom hay làm, thậm chí còn nhiều lần làm thương cậu ta nữa. Sự thật 58, cũng trong Tom and Jerry 2021, chúng ta được chứng kiến Toodles Galore trong hình dạng nguyên thủy của loài mèo. Nhưng mà đã xinh thì ở hình dạng nào cũng xinh thôi. Sự thật 59, có thể nói Toodles Galore là một nhân vật đẹp toàn diện. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà còn nết na duyên dáng nữa. Hơn nữa cô cũng sở hữu các tài năng thể thao và hội họa cực đỉnh, khiến cho ai gặp cũng phải siêu lòng, kể cả khán giả. Và với 59 sự thật vừa kể thì cô ấy hoàn toàn xứng đáng trở thành trend trong năm 2024 này luôn, đúng không nào? Và đó là 59 sự thật về nàng mèo Toodles Galore, tinh hoa hội tụ, ai ai cũng mê mà tớ muốn gửi tới cho các cậu. Các cậu còn muốn series top 69 này tiếp tục không? Nếu có thì hãy bình luận ở phía dưới nhân vật tiếp theo mà các cậu muốn lên sóng nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Way too weird. Out.